Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Vậy là thêm một năm nữa lại trôi qua, One Piece đang từng bước phang phang tiến về đích với những sự kiện, những tiết lộ khiến chúng ta không khỏi giật mình thảng thốt vì sự chó ngợp của nó. Và nếu năm 2021 trước đó One Piece Manga đã phát hành tới 36 chapter, bắt đầu từ chapter 1000 cho tới chapter 1035, thì năm 2022 này ít hơn một xíu, 35 chapter, bắt đầu từ chapter 1036 tới chapter 1070 mới đây. Và nếu bạn còn nhớ thì One Piece Manga đã có một khoảng thời gian nghỉ dài hơi tới tận 3 tuần, và có thể đó chính là lý do vì sao ít hơn một chapter so với năm trước. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một sự cố gắng tuyệt vời của Oda cùng với các cộng sự. Và xuyên suốt 35 chapter đó là rất nhiều diễn biến, thông tin sự kiện thật sự hấp dẫn hơn rất nhiều nếu so với năm 2021 trước đó, khi Ác Quan Đô Quốc chính thức khép lại và Bang Murom cũng bắt đầu một hành trình mới. Vậy nếu được lựa chọn top 10 sự kiện ấn tượng nhất năm 2022 này, bạn sẽ lựa chọn những sự kiện nào? Chưa biết lựa chọn của bạn như thế nào, nhưng đây là lựa chọn của tôi. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống, em nhấn bánh nút chân trẻ và liệt kê ra 10 sự kiện nổi bật nhất của One Piece Manga năm 2022. Top 10, sự xuất hiện của Doc Rikugil. Trước đó cùng với Doc Fuitorai thì Doc Rikugil cũng đã ở thánh địa Merizoi bảo vệ hội nghị Riri. Dù vậy thì nhân dạng của Rikugil như thế nào chúng ta hoàn toàn không rõ, chỉ biết rằng vị Doc này đã 3 năm rồi, chưa ăn uống gì. Đồng thời khác với sự điềm tĩnh của Fuitorai, Rikugil tỏ ra vui vẻ, miệng lưỡi hơn rất nhiều. Và sau khi trận chiến giữa Liên minh Luffy với Liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido kết thúc được 7 ngày thì Ác Quân mới xuất hiện. Và không phải Akainu, cũng không phải Fujitorai hay là Kijiru, mà chính Doc Rikugil là người đã đi tới Wano Quốc. Để từ đây mọi thứ, những sự thật trần trụi về vị Doc này đã lộ thiên trước mặt chúng ta. Theo đó, Rikugil có tên thật là Aramaki, sư trác quỷ hệ Lozan, trái rừng Morimori, biến Doc này trở thành một người rừng. Và chúng ta đã thấy Aramaki biến cánh tay trở thành rễ, sau đó hút sạch chất dinh dưỡng của King Queen, hay sau đó là cả Raizo và Shinobu. Điều này cũng đã giải thích vì sao trước khi tới Wano Quốc, Rikugil đã 3 năm rồi chưa ăn uống gì, vẫn khỏe mạnh. Trên hết là cũng như Aramaki mà Wano Quốc đã có lại những mảng rừng xanh như trước khi Kaido xuất hiện. Và thú vị hơn nữa là Doc Rikugil là một người vô cùng ngưỡng mộ Akainu, khi đã cố gắng lấy đầu tư hoàng Luffy Murom chỉ để mong được Akainu khen. Thế nhưng dù Akainu là người có tính cách nghiêm khắc, lạnh lùng tàn nhẫn, vô cảm, độc ác, là một tín đồ kiên định theo phương châm công lý tuyệt đối và duy trì nó một cách quá mức cực đoan, nhưng Akainu cũng không tỏ ra tôn sùng các thiên long nhân giống như Rikugil, khi không ngần ngại cà khịa khiêu khích Ngũ Lỗ Tinh. Và với những gì mà Aramaki đã thể hiện ở Wano Quốc thì rõ ràng không giống như Fujitora, Kijiru hay là Akainu, chỉ làm theo trách nhiệm bổn phận, thì Rikugil còn hơn thế nữa, khi thể hiện mình là một người có tư tưởng vô cùng cực đoan thượng đẳng, sùng bái các thiên long nhân, sùng bái chế độ chiếm hữu nô lệ. Về cơ bản thì chưa chắc Rikugil là đô đốc mạnh nhất, nhưng có thể thấy Rikugil là đô đốc có tư tưởng cực đoan nhất. Và tới thời điểm hiện tại thì Akainu, ba đô đốc hải quân cũng đã xuất hiện, biết mặt, biết phần nào xuất mạnh, mọi sự chuẩn bị cho những trận chiến lớn cũng đã hoàn tất. Hy vọng nếu gặp lại tứ hoàng xoay tóc đỏ thì đô đốc Rikugil cũng sẽ thể hiện tốt hơn lúc ở Wano, sẽ không kinh hãi giơ hai tay đầu hàng đầy thê thảm như thế. Top 9, tiền truy nã của Bang Murom và nhiều nhân vật máu mẹ khác. Tôi chọn đây là một sự kiện nổi bật của One Piece năm 2022, bởi mức tiền truy nã không chỉ là thước đo mức độ nguy hiểm của chính quyền thế giới dành cho một ai đó, mà nó còn là thước đo cho sự nổi tiếng, cho sức mạnh. Trên hết thì đây cũng chính là điều mà rất nhiều độc giả, trong đó có tôi, mong ngóng thời gian dài vô cùng luôn. Và sau Ác Wano Quốc, sau những gì mà Bang Murom cùng với Kick và Law đã làm tại hòn đảo của những samurai này, thì chính quyền thế giới cũng đã có những cái nhìn rất khác khi đưa ra một mức tiền truy nã thật sự ấn tượng cho tất cả. Theo đó, Kick Law Luffy đồng giá 3 tỷ Belly. Nó cho thấy chính quyền thế giới chia đều công trạng cho cả ba. Còn về phía Bang Murom thì Zoro có mức tiền truy nã lại 1.111.000.000 Belly, Sinbe lại 1.100.000.000 Belly, còn Sanji lại 1.032.000.000 Belly. Xếp sau là Robin với 930.000.000 Belly, tiếp theo là Usopp 500.000.000 Belly, Ronki 394.000.000 Belly, Brook 383.000.000 Belly, Nami 366.000.000 Belly và cuối cùng là chủ tịch Chopper 1.000.000 Belly. Với điều này thì nó cho thấy gì? Ngay lúc này Bang Murom thật sự là một thế lực đáng gờm ở tầng thế giới khi có tới 4 người với mức tiền truy nã trên 1 tỷ Belly. Ấn tượng hơn cả Bang Murom chỉ có 2 người và ngang ngửa với Bang Bách Thú. Còn Kick và Law cũng thế, đều là những hải tặc có máu mặt khi đều bị truy nã 3 tỷ Belly. Rõ ràng so với 2 năm trước thì những hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất đã bắt đầu quá trình tồi tệ nhất của mình. Không những vậy, chúng ta cũng đã biết Mihawk, Crocodile với Bucky có mức tiền truy nã là bao nhiêu. Cụ thể, mức tiền truy nã của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracula Mihawk là 3.590.000.000 Belly, một con số thật sự ấn tượng. Crocodile lại 1.965.000.000 Belly, cũng ấn tượng không kém, khi mà trước đó tiền truy nã bị đóng băng của cá sấu chỉ là 81.000.000 Belly. Nhưng ấn tượng nhất phải là Bucky, khi 2 năm trước chỉ có mức tiền vỏn vẹn là 15.000.000 Belly, nhưng ngay lúc này đã là 3.189.000.000 Belly, vô cùng kinh khủng khiếp. Còn cựu thất của hải, nữ hoàng hải tặc Bo Hancock có mức tiền truy nã là 1.659.000.000 Belly, cao hơn rất nhiều nếu so với những siêu hiệu mạnh nhất dưới trướng các tư hoàng như là Phượng Hoàng Marco, Okanban King hay là Tư lệnh Ngọc Katakuri. Nó cho thấy chính quyền thế giới đánh giá Bo Hancock thật sự rất nguy hiểm. Cuối cùng là Tư hoàng Râu Đen, từ 2.247.600.000 Belly, Oda đã cập nhật lên thành 3.996.000.000 Belly, một con số không thể ấn tượng hơn. Rõ ràng mọi thứ của Râu Đen ở hiện tại là không hề kém cạnh với Tư hoàng Xanh Tóc Đỏ,
Người có mức tiền truy nã là 4.048.900.000 Mei Li. Tôi sức mạnh cho tới sự nguy hiểm. Và cũng giống như sang tóc đỏ, tôi tin rằng đây chính là mức tiền truy nã cao nhất mà Rodan có thể đạt được. Top 8. Những hành động của Tứ Hoàng Rodan. Trước đó, sau khi biết tin hệ thống Thất Phu Hải đã bị xóa bỏ, Rodan đang uống rượu đại bản doanh Hachinosu đã cười lớn và nói rằng thay vì để rơi vào tay hải quân thì sẽ tự mình đi lấy nó. Và chúng ta đã có câu trả lời, cái mà Rodan muốn tự mình đi cướp lấy là cái gì? Đó chính là trái quỷ Mero Mero của Bo Hancock, một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Trên hết thì điều này đã khiến chúng ta thật sự bất ngờ, có phần kinh ngạc. Khi trái quỷ thứ ba Rodan nhắm tới cho bản thân mình không phải là Doan Thần Thoại mà lại là một năng lực hệ Paramisa. Dù vậy thì với sự xuất hiện kịp thời của vua bóng tối Rayleigh đã làm cho kế hoạch của Rodan hoàn toàn bị phá sản. Nhưng Rodan vẫn không tráng tay khi kịp thời bắt cóc Kobe. Đồng thời quân cũng phải rút lui mà không bắt được Bo Hancock. Và ngay sau khi thất bại trong việc chiếm đoạt trái Mero Mero, Rodan đã không nghỉ ngơi mà ngay lập tức đi đón lõng, chặn đường một trong ba hải tặc trẻ Kid Law Luffy sắp rời Wano Quốc. Và Rodan đã chạm mặt Law. Rodan muốn xin đẻo Law toàn bộ thông tin Bonneglick và có thể là cả trái quỷ Obeobe. Tất cả điều này cho thấy Rodan đã nhận ra sự hỗn loạn của thế giới là thời cơ tuyệt vời để hắn ta thực hiện đại kế hoạch của mình. Và Rodan đã không bỏ lỡ khi liên tục có những bước đi đầy sức nặng. Với những điều này thì rõ ràng Tứ Hoàng Rodan sẽ là một trong những tâm điểm của năm 2023 khi Frodo Gap đang sắp trên đường đi tới Hachinosu giải cứu Kobe. Top 7. Ý chí Ohara vẫn còn tồn tại. Thật sự bất ngờ khi cứ ngỡ rằng mọi thứ đã bị thiêu rụi, xóa sổ cùng với những học giả giáo sư Clover, Olivia 22 năm trước trong biến cố Ohara, ngoại trừ cô bé 8 tuổi Nico Robin là còn sống sót. Nhưng không, ý chí Ohara vẫn còn tồn tại. Dù cây tri thức 5.000 năm lịch sử đã bị thiêu cháy, nhưng cái gốc và dấu tích thì vẫn còn đó. Giống như một ý chí Ohara vẫn chưa lụi tàn và sẵn sàng vực dậy trong tương lai. Và không chỉ cho Ohara mà còn cho cả ngàn học giả đã phải bỏ mạng trên toàn thế giới khi cố gắng giải mã ký tự cổ, giải mã thế kỷ trống. Sau Battle Call, hải quân đã quay trở lại hòn đảo Ohara để kiểm tra. Và thật vui vì những tên lính hải quân đó đã không hề biết được giá trị của những cuốn sách dưới hồ nước, mà sau đó đã được những người khổng lồ mang về Elbas lưu giữ lại theo lệnh của Zagadiso. Bởi nếu bọn chúng đủ thông minh thì có lẽ ý chí Ohara đã hoàn toàn bị dập tắt. Cái chết của giáo sư Clover, của mẹ Robin Olivia và của nhiều học giả khác sẽ trở nên công cốc. Khi mà toàn bộ thông tin lịch sử về nền khoa học công nghệ tiên tiến đi trước nhân loại hàng nghìn năm của vương quốc cổ đại cũng sẽ hoàn toàn bị chôn vùi dưới rong rêu thời gian. Và Vegapunk cũng chẳng thể nào chế tạo ra được những người máy sinh học Seraphim đầy đáng sợ có thể thay thế cả hệ thống Thất Phu Hải, khi mà nền tảng khoa học là của vương quốc cổ đại hùng mạnh đã từng tồn tại 900 năm trước. Đồng thời nó chính là mấu chốt, là lời giải cho rất nhiều điều thú vị trong One Piece. Chẳng hạn như là tên của vương quốc cổ đại là gì? Vì sao Ngô Lũ Tinh lại lo sợ giáo sư Clover tiết lộ như vậy? Và có thể tiến sĩ Vegapunk cũng sẽ không bị Ngô Lũ Tinh tìm một cách thu tiêu như hiện tại. Về cơ bản thì tôi nghĩ rằng có thể Vegapunk sẽ là người tiết lộ những điều thú vị đó, với toàn bộ thông tin mà Ohara có được từ vương quốc cổ đại đều nằm trong đầu Vegapunk. Trên đó thì với việc Zagadiso còn sống thì giống như những thành viên khác trong bang Murom, Robin cũng đã có người chờ cơm mỗi ngày. Sau bao nhiêu tháng ngày nghĩ rằng chỉ còn bang Murom là người thân duy nhất thì giờ Robin cũng đã có thêm người cần phải lo lắng và yêu thương, coi như đó là một sự an ủi phần nào cho cái quá khứ đầy đau thương của cô. Top 6. Sự xuất hiện của Herod. Có thể nói rằng sau khi Aqua Quốc khép lại, Oda liên tục cung cấp những thông tin nóng hổi gây sốt tột độ từ thế giới bên ngoài. Và thông tin về sự xuất hiện của Herod là một trong số đó, nó thật sự thú vị. Khi mà tấm poster Herod lại có logo là khuôn mặt hề, cùng với đó là hình ảnh Bucky nổi bật ở chính giữa, hai bên là Mihawk với Crocodile. Và dù có một vẻ ngoài hào nhoáng với danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng cuộc sống thật sự của Bucky lại không hề có một chút màu hồng nào, mà chỉ là một màu đen u tối. Chỉ là một con rối của hai ông chủ thật sự, Mihawk với Crocodile. Quá thê thảm cho Bucky khi mà chỉ dùng nước bọt để luồn lách đánh võng ở đại trên. Và điều làm tôi ấn tượng nhất ở hồi Rod đó chính là việc truy nã ngược lại hải quân. Chuyện mà chưa một hải tặc nào dám nghĩ tới, dù cho đó có là vua hải tặc của Nero Roger, Tứ Hoàng Rau Trắng hay một ai khác. Trước giờ chúng ta chỉ thấy hải quân nói riêng hay chính quyền thế giới nói chung đưa ra các mức tiền truy nã cho hải tặc và các thế lực thù địch. Về lâu về dài, hải tặc xem việc bị truy nã càng cao cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng sức mạnh càng lớn. Rõ ràng là vậy. Nhưng nhìn vào một phương diện khác thì hải tặc cũng chỉ là hải tặc, là những thành phần bị hải quân săn đuổi. Điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra, tức là hải tặc ở vị trí là một kẻ đi săn, còn hải quân là con mồi bị săn đuổi. Vì thế việc hồi Rod treo thưởng những cái đầu của hải quân có thể xem là một cuộc cách mạng, là một đại địa chấn. Bởi chính điều này về lâu về dài sẽ làm thay đổi tư duy của một đại bộ phận rất lớn hải tặc, hải quân. Hải tặc thì hung hăng, tàn bạo, ngang ngược, hống hách, thách thức hơn. Còn hải quân mà cụ thể là những người bị truy nã, bị treo thưởng thì sẽ lo lắng, bất an, luôn đề cao cảnh giác hơn, khi mà ngay cả những người dân bình thường cũng có thể trở thành kẻ thù. Tóm lại, việc hồi Rod truy nã ngược lại hải quân sẽ làm cho sức mạnh tinh thần của hải tặc dâng lên cao, còn hải quân thì xuống thấp thảm tệ. Trên đó thì với việc ra mắt hồi Rod, rõ ràng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Matthew Homihak cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi an phận thu thường trong thời đại đầy biến động này. Vậy nên cùng với những bang hải tặc hùng mạnh ở biển cả thì hồi Rod cũng là một cái tên rất đáng được chú ý. Top 5. Vương quốc Lulusia bị xóa sổ, Sabo gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên trong One Piece chúng ta được chứng kiến một sức mạnh thật sự kinh khủng khiếp, và nó đến từ chính quyền thế giới, thế là hùng mạnh nhất One Piece. Chỉ với một cái gạch chéo của im trên bản đồ và cũng chỉ với một đòn tấn công sau đó, vương quốc Lulusia
hay đúng hơn là cả một hòn đảo mang tên Lulusia đó hoàn toàn bị hủy diệt, bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Điều này đã vô tình khiến cho tính mạng của Sabo đang ngàn cân treo sợi tóc. Bởi thời điểm hòn đảo bị xóa sổ, thì Sabo đang có mặt ở đó, đang gọi điện về cho Dragon. Rõ ràng với điều này thì chính quyền thế giới hoàn toàn có thể xóa sổ bất kỳ một hòn đảo nào trong tích tắc nếu muốn, kể cả đó có là Wano Quốc hay là một nơi nào khác trên thế giới. Và với điều này thì làm thế nào để quân cách mạng có thể dùng sức mạnh, đấu sức mạnh được đây? Và đây thật sự là một sự kiện ấn tượng của One Piece Manga năm 2022. Bởi khung tranh mà bạn đang thấy đây có thể xem là khung tranh kinh hoàng nhất One Piece, xuyên suốt chiều dài hơn 1070 chapter. Bởi đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy các cách im cùng với Ngulotin xóa sổ một quốc gia chỉ trong tích tắc. Hậu quả của nó tàn khốc hơn rất nhiều nếu so với trận đại chiến Marineford 2 năm trước hay là ở Wano Quốc mới đây. Chùm ánh sáng không lộ xuất hiện khiến cho tất cả những ai có mặt ở Lulusia, bao gồm cả Sabo, bị chói mắt trong kinh hãi. Và rồi sau đó 16 chùm ánh sáng bắn thẳng xuống Lulusia khiến hòn đảo này hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ. Và tôi hy vọng rằng trong năm 2023 này Oda sẽ tiết lộ với chúng ta cái gì sau lúc bay đen kia đã khiến Lulusia bị xóa sổ, tình hình của Sabo hiện tại là như thế nào, sống chết ra sao. Top 4, hệ thống tư hoàng bị xáo trộn. Việc thanh niên tóc vàng Hawking bói ra lá bài The Tower trong trận chiến với Killer như một điểm báo về sự sụp đổ của liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido. Những thứ xưa cũ cần phải bị phá bỏ để những cái mới với những con người mới có hoài bão lớn hơn xuất hiện tái sinh. Và đúng như vậy, Oda đã tạo ra một sự bất ngờ, một đại địa chấn khi ngay tại Wano Quốc không chỉ có tứ hoàng Kaido bá thú, sinh vật mạnh nhất thế giới, mà cả tứ hoàng Big Mom, mụ già mạnh nhất thế giới cũng đã bị đánh bại. Và có thể bạn đã biết, Kaido Big Mom chính là hai hải tặc có mức tiền truy nã cao nhất ở hiện tại và cũng là những hải tặc thuộc thời đại cũ còn sót lại cho tới lúc này. Dù danh tiếng lây lừng và sức mạnh khó ai sánh bằng là vậy, nhưng liên minh hải tặc khủng bố nhất thế giới, liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido vẫn chẳng thể vươn vòi ra khỏi Wano khi hoàn toàn bị xóa sổ từ trong trứng nước bởi những hải tặc trẻ chỉ mới đáng tuổi con cháu. Luffy đã làm được điều không tưởng, chính thức đánh bại tứ hoàng Kaido bá thú, hải tặc mạnh nhất thế giới ở hiện tại bằng một cú đấm siêu to khổng lồ với sức tàn phá kinh hùng bạc vía. Luffy biến Kaido trở thành một mũi khoan thượng thặng, xuyên thủng mấy tầng đất đá Wano thẳng tới bể dung nham sâu trong lòng đất. Bức tường phòng vệ cuối cùng và vững chãi nhất của bang bá thú, hay đúng hơn là của liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido, chính thức vỡ vụn. Đó là một đại địa chấn thật sự. Và khi mà hệ thống tứ hoàng vẫn còn đó thì như một lẽ hiển nhiên, Big Mom Kaido bị trút ngôi thì ác hẳn sẽ có người khác lên thay thế. Và hai tứ hoàng mới của tầng thế giới đó chính là Luffy, Murom và Bất Kỳ hệ siêu sao. Với điều này thì Luffy chính thức xóa ngôi sang tóc đỏ, trở thành tứ hoàng trẻ nhất trong lịch sử khi chỉ mới 19 tuổi. Dù vậy thì so với Big Mom Kaido, dường như cái uy của Luffy với Bất Kỳ vẫn chưa thể sánh bằng. Khi có người vẫn còn không phục, Luffy thì không công nhận Luffy, còn Kid thì không công nhận Bất Kỳ là tứ hoàng. Thế nhưng chẳng có gì là tự nhiên cả. Khi Luffy chính là người đã đánh bại Kaido bá thú, đồng thời dưới trướng là hơn 5.000 anh em, Bất Kỳ thì không chỉ có anh em đông mà còn được hậu thuẫn bởi hai kẻ máu mặt là Mihawk với Crocodile. Top 3, Wano Quốc hoàn toàn được giải phóng. Và sự thất bại của tứ hoàng Kaido bá thú cùng với cái chết của Shogun Wano, Kurozumi Orochi, chính là niềm vui chiến thắng của người dân Wano, của những samurai vẫn luôn chiến đấu vì sự tự do của Wano. Khi mà đất nước của những samurai này đã hoàn toàn được giải phóng sau 20 năm không thấy ánh mặt trời, 20 năm phải cúi đầu trong kiếp sống nô lệ. Để những cái chết của Izo, Asura Doji và các lãnh chúa vùng Hakumai, Ringo, Kibi, Udon không trở thành vô nghĩa. Chúng ta không chỉ thấy được nhân dạng của Kozuki Momonosuke, mà còn chứng kiến cậu ta có một bài phát biểu không thể nào tuyệt vời hơn trước toàn thể dân chúng Wano. Để rồi sau đó chúng ta được thấy một cảnh tượng thật sự buồn, khiến lòng nàng trĩu. Khi cô bé Otama nhớ về cha mẹ đã chết rồi gục đầu vào người Nami, khóc một cách ngon lành. Khóc vì những điều đáng tối thật sự đã qua, những điều mà Otama mong ước đều đã trở thành hiện thực. Từ lời hứa của Luffy, lời động viên của ông lão thợ rèn Tengu Yamahitetsu, cho tới việc Kozuki Momonosuke cũng đã trở thành Shogun Wano Quốc. Giờ đây em nó đã có thể tự do, tự tại, sống đúng với cái tuổi trẻ con của mình. Đất nước Wano đã sang một chương mới đầy tươi sáng, một kỷ nguyên mới bắt đầu từ đây, với sự trị vì của Momonosuke, chính thức khép lại 20 năm dài tăm tối dưới sự cai trị tàn bạo của Orochi và Kaido bá thú. Tứ hoàng Luffy lại có thêm cho mình một đồng minh vô cùng mạnh mẽ. Top 2, tiến sĩ thiên tài Vegapunk và Seraphim. Có thể nói rằng Vegapunk là một trong những nhân vật quan trọng và bí ẩn nhất One Piece. Khi ông liên tục được nhắc tới, nhưng nhân dạng như thế nào thì chúng ta hoàn toàn mù tịt. Dù vậy thì điều đó đã là quá khứ, khi mà sau ác Wano Quốc, Oda cũng đã để cho tiến sĩ Vegapunk lộ diện. Chúng ta cũng đã biết nhân vật này trông như thế nào, tròn méo, xấu đẹp ra sao. Cùng với đó là rất nhiều thông tin hay hấp dẫn nổi da gà khi bang Murom đi tới được hòn đảo tương lai Akhak. Rõ ràng đó là một sự kiện chấn động của One Piece Manga năm 2022 vừa rồi. Ngay lúc này tiến sĩ Vegapunk đã 65 tuổi với khuôn mặt hệt như nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein. Ông an trác quỹ não bộ Nomi Nomi với khả năng lưu trữ thông tin một cách không giới hạn. Và để giúp việc cho mình, ông đã tạo ra 6 băng sao với 6 hình dạng và 6 tính cách khác nhau. Và vai trò của Vegapunk thật sự quan trọng khi ông là người có thể thay đổi được cục diện, cán cân sức mạnh cho bên nào có được ông. Đó là lý do vì sao chính quyền thế giới đã tìm một cách bằng mọi giá thủ tiêu cho bằng được Vegapunk, không để ông rời khỏi hòn đảo ác khác cùng với bang Murom. Dù cho ông chính là người đã đứng đầu dự án SSC, đã tạo ra được những người máy sinh học Seraphim vô cùng mạnh mẽ, có thể thay đổi cả hệ thống tắc vừa hãy, thậm chí chúng còn được gọi là nhân loại tối cường. Và chúng ta đã thấy những Seraphim này đáng sợ ra sao khi chúng không chỉ có bộ gen của chủng tộc Lunaria,
mà còn được cấy những trái ác quỷ vô cùng bá đạo. Chưa hết, Seraphim còn có cảm xúc và có thể phát triển về mặt thể chất, suy nghĩ, sức mạnh theo thời gian giống như một con người bình thường. Về cơ bản thì cùng với vũ khí để diệt Lulucia, Seraphim là một con bài vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh của chính quyền thế giới. Và với những diễn biến như hiện tại thì trong năm 2023 này, chúng ta sẽ được thấy chúng thể hiện sức mạnh nhiều hơn nữa. Top 1, Luffy Mugen và sự thay đổi sức mạnh, vai trò. Đối với tôi thì đây chính là sự kiện quan trọng nhất của One Piece Manga năm 2022 vừa qua, khi chúng ta đã thấy được sự thăng tiến vượt bậc trong sức mạnh của Luffy. Theo đó, trái quỷ Luffy đang thực chất không phải tên là Gomu Gomu, cũng không phải thuộc hệ Paramecia, mà nó thuộc hệ Zoan, một trái quỷ Zoan thần thoại có tên là Hitotonomi, một đồ thái dương thần Nika, là trái quỷ mà hàng trăm năm rồi chưa ai có thể thức tỉnh được ngoại trừ Luffy Mugen. Thú vị là Luffy không hề biết tới việc trái quỷ mình ăn đã thức tỉnh và tên thật của nó là gì, mà cứ nghĩ đơn giản rằng với những gì ở hiện tại mình đã đạt đến cảnh giới tối cao với trái quỷ và gọi đó là Ginam. Và tôi nghĩ rằng Luffy sẽ không có thêm G6, G7 hay đại loại như vậy, mà G5 hay đúng hơn là sự thức tỉnh của trái quỷ Zoan thần thoại Thái Dương thần Nika sẽ là hình thái mạnh nhất của cậu ta. Và chúng ta đã thấy Luffy tỏ ra đáng sợ như thế nào với G5 khi phong cách chiến đấu của cậu ta chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng mà thôi. Về cơ bản thì không có một giới hạn nào cho sức mạnh của Luffy với G5 cả. Từ việc cầm nắm một tia sét biến một thứ trở thành cao su hay tự biến cơ thể thành những hình thù kỳ lạ, cho tới việc cường hóa Akiba Vương vào nắm đấm siêu to khổng lồ để đánh bại Kaido. Luffy đã đánh bại được hải tặc mạnh nhất thế giới, vậy thì ngay lúc này phải chăng cái danh xưng đó sẽ thuộc về cậu ta? Chúng ta chưa cần phải trả lời ngay, bởi với việc thức tỉnh được trái quỷ, Luffy cũng chính thức trở thành Joy Boy và cũng là chiến binh giải phóng nô lệ Thái Dương thần Nika, người chuyên mang đến tiếng cười cho tất cả. Với điều này thì rõ ràng vai trò của Luffy cũng đã được xác định. Đó không chỉ là tìm ra kho báu One Piece, mà còn là giúp đỡ người dân trên toàn thế giới có được sự tự do thật sự bằng việc đánh bại Im, Ngũ Lục Tinh, xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ đang tồn tại suốt bấy lâu nay. Trên đây là một sự kiện nổi bật nhất One Piece Manga năm 2022 theo đánh giá của tôi. Còn bạn thì sao? Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.